Ngày 24 tháng 1, Phó Bí thư phụ trách huyện ủy Đầm Dơi, quận Nhân Hiền có buổi kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn Tân Tiến và thị trấn Đầm Dơi. Cây cầu giao thông xây dựng từ chợ nông sản thực phẩm 04 qua bệnh viện đa khoa Đầm Dơi khóm 5 thị trấn Đầm Dơi dài 120m, rộng 4,5m, thi công tháng 8 năm 2023, vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Đến thời gian này, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Đối với đoạn sạt lở tuyến đường ô tô từ Tân Tiến về trung tâm xã Nguyễn Quân có chiều dài 140m, sau khi đo đạc một số vị trí có nguy cơ sạt lở và làm đường dẫn với chiều dài 258m, huyện Đầm Dơi đang tiến hành làm đường tạm chiều rộng như hiện trạng ban đầu là 3,5m và mỗi bên đều có ta ly hai bên, triển khai gia cố bằng 3 lớp cừ dừa kết hợp làm gò đá để bảo vệ. Đến nay, công trình đang khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành khoảng 25 âm lịch. Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư phụ trách quận ủy Quỳnh Nhân Hiền yêu cầu đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, nhất là giao thương hàng hóa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của huyện.